Bạn có nhớ thời điểm chúng ta còn là những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường, tài chính thì eo hẹp, lại còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với cộng đồng game nước ngoài, khiến ta đành phải ngậm ngùi bỏ qua nhiều cái tên nổi tiếng, chất lượng hay là không? Biện pháp để có thể chơi game ở nhà khi đó có lẽ là ra quán net, tìm game rồi copy về máy, thi thoảng còn copy nhầm cả shortcut desktop, hoặc đến với những dãy phố tràn ngập cửa hàng đĩa game lậu. Ai may mắn hơn, có mạng ở nhà thì có thể mò lên web để tải những trò chơi đã được phủ ma thuật bóng tối, chẳng mất đồng nào. Đây chắc chắn là điều mà 99% các nhà làm game, nhà phát hành game không hề đồng tình. Vậy là những công cụ DRM, Digital Rights Management, tạm dịch là trình quản lý bản quyền kỹ thuật số ra đời, với sứ mệnh đối đầu cùng với lực lượng chơi game crack luôn luôn cực kỳ đông đảo. Và đây là câu chuyện về thứ công cụ mà có lẽ nhiều game thủ trong số chúng ta sẽ không thích cho lắm. Bom tấn DLC đỉnh cao của Elden Ring đã ra mắt rồi, nhưng mà PC của bạn đã đủ mạnh để bạn kéo max setting game hay chưa? Chỉ với hơn 16 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay một dàn PC cực mạnh với CPU Intel Core i5 12400F 6x12 luồng, đi cùng với các đồ họa Asus RTX 4060 8GB. Với cấu hình này, có thể bạn vẫn sẽ ăn hành đấy, nhưng mà sẽ là hành đẹp hơn, mượt hơn và lung linh hơn với công nghệ Ray Tracing và DLSS 3.5, lại còn được lắp ráp gói gọn trong chiếc vỏ case bể cá cực kỳ hiện đại và tinh tế nữa. Ngoài ra, bạn còn có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc tăng giảm hiệu năng tùy nhu cầu và sở thích như tăng RAM, SSD, nâng cấp lên tải nhiệt nước. Hãy truy cập ngay vào website PCmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom theo thông tin chúng mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. DRM lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1980, khi mà ngành công nghiệp game bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ bản quyền và ngăn chặn sao chép trái phép. Ban đầu, các phương pháp bảo vệ bản quyền khá là thô sơ, chủ yếu dựa vào việc yêu cầu người chơi nhập mã bảo vệ được in trên sách hướng dẫn hoặc đĩa game chính chủ. Những phương pháp dạng này mặc dù có hiệu quả ở mức độ nhất định, song cũng có thể bị vượt qua dễ dàng bởi những người có kiến thức về công nghệ. Một trường hợp mà mình thấy khá là thông minh đến từ nhà phát triển trong thời gian này chính là sử dụng code wheel. Một code wheel thường bao gồm hai hoặc nhiều đĩa giấy xoay được đặt chồng lên nhau, mỗi đĩa có các ký tự hoặc hình ảnh khác nhau. Khi bắt đầu chơi hoặc đến một vài hoạt cảnh nhất định, game sẽ yêu cầu người chơi nhập một mã cụ thể từ code wheel. Người chơi phải xoay các đĩa để tìm đúng mã tương ứng với chỉ dẫn trong game. Mặc dù code wheel khá là hiệu quả trong việc ngăn chặn hành vi sao chép đơn giản, nhưng mà nó không hoàn toàn an toàn. Nhiều người có thể dễ dàng tạo bản sao của code wheel hoặc tìm cách để vượt qua yêu cầu nhập mã. Nhận thức được vấn đề đó, một vài nhà phát triển đã sáng tạo thêm các phiên bản nâng cấp của code wheel. Trước những hạn chế của các phương pháp bảo vệ bản quyền trong game, những code wheel được nâng cấp này thường có thiết kế và ký hiệu phức tạp hơn, làm cho việc sao chép hoặc tái tạo trở nên khó khăn hơn. Một ví dụ tiêu biểu về code wheel nâng cấp là trò chơi Falcon của Spectrum Holobyte, phát hành trên các nền tảng như Commodore Amiga, IBM PC và Atari ST. Trò chơi này sử dụng một code wheel với hai vòng, nhưng thay vì sử dụng chữ cái hoặc số, nó có các ký hiệu màu xanh nhạt trên nền trắng. Thiết kế này nhằm làm phức tạp hóa quá trình sao chép hoặc tạo bảng mã Excel để giải mã code wheel. Hệ thống màu sắc và ký hiệu độc đáo tạo ra thêm một thử thách khó khăn cho những người cố gắng vượt qua hàng rào bảo vệ này. Đây là một trong những phương pháp phổ biến và sáng tạo nhất để bảo vệ bản quyền game, giúp giảm bớt tình trạng sao chép trái phép và bảo vệ lợi ích của nhà phát triển. Vào những năm 1990, khi Internet bắt đầu trở nên phổ biến, vấn đề sao chép và phân phối trái phép game trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là thời điểm mà các nhà phát triển và phát hành game bắt đầu đầu tư nhiều vào các biện pháp DRM phức tạp hơn. Một trong những biện pháp đầu tiên là sử dụng mã kích hoạt độc nhất của một CD, yêu cầu người chơi phải nhập mã khi tiến hành cài đặt game. Mặc dù phương pháp này giúp giảm bớt việc sao chép trái phép bởi các thiết bị sao chép CD thời bấy giờ rất đắt đỏ, nhưng cũng không hoàn toàn ngăn chặn được hành vi chơi game trái phép theo dòng chảy của thời gian. Bước sang thập kỷ 2000, với sự bùng nổ của các nền tảng phân phối game digital, DRM trở nên phức tạp hơn và tích hợp chặt chẽ vào hệ thống phân phối. Steam ra mắt vào năm 2003 là một trong những nền tảng đầu tiên sử dụng DRM để bảo vệ game. Hệ thống này yêu cầu người chơi phải có tài khoản Steam cũng như kết nối Internet để kích hoạt và chơi game. Điều này giúp ngăn chặn việc sao chép và chia sẻ trái phép, nhưng đồng thời cũng tạo ra phản ứng trái chiều từ phía người chơi. Những người cho rằng DRM làm giảm trải nghiệm chơi game do vấn đề hiệu suất, nghi vấn quyền riêng tư và gây phiền toái. Một trong những ví dụ nổi bật về DRM gây tranh cãi là Securom, được sử dụng rộng rãi vào cuối những năm 2000. Securom, phát triển bởi Sony, yêu cầu người chơi phải kết nối Internet để xác thực game và giới hạn số lần cài đặt. Điều này đã dẫn đến nhiều chỉ trích từ cộng đồng game thủ, cho rằng biện pháp này quá khắt khe và gây phiền hà cho người chơi đã mua bản quyền. Vụ việc nổi bật nhất liên quan đến Securom là trò chơi Sport của EA phát hành vào năm 2008, đã nhận về rất nhiều phản ứng tiêu cực vì hệ thống DRM của nó. Sport là một tựa game rất được mong đợi khi đó, cho phép người chơi tạo ra và phát triển các sinh vật từ giai đoạn vi sinh cho đến khi chúng lãnh đạo những nền văn minh khổng lồ ngoài không gian. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, trò chơi đã gây tranh cãi lớn do tích hợp Securom, một hệ thống DRM mà EA sử dụng để bảo vệ bản quyền. Các diễn đàn và trang web đánh giá game tràn ngập những lời chỉ trích và đánh giá tiêu cực.
chủ yếu nhắm vào hệ thống Sekiro. Trên Amazon, Spore nhận về hàng ngàn đánh giá 1 sao, phần lớn vì DRM, dẫn đến một trong những chiến dịch phản đối mạnh mẽ nhất trong lịch sử ngành game. Ngoài việc giới hạn khả năng trải nghiệm của người chơi, Sekiro còn bị cáo buộc gây ra nhiều vấn đề kỹ thuật cho hệ thống máy tính. Nhiều người chơi báo cáo rằng Sekiro gây ra xung đột phần mềm, ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính và thậm chí làm hỏng hệ điều hành. Những vấn đề này càng làm gia tăng sự phản đối và chỉ trích của cộng đồng. Trước áp lực lớn từ cộng đồng game thủ và các phương tiện truyền thông, EA đã buộc phải điều chỉnh chính sách DRM của mình. Họ tăng giới hạn cài đặt lên 5 lần và sau đó phát hành một công cụ để người chơi có thể gỡ bỏ các lần cài đặt từ hệ thống của mình, giúp cho người chơi có thể cài đặt lại trò chơi mà không cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Dù vậy, những thay đổi này chỉ diễn ra sau khi mọi chuyện là đã rồi và Spore trở thành biểu tượng cho những tranh cãi xung quanh DRM trong ngành công nghiệp game. Sự kiện Spore và Sekiro đã trở thành bài học quan trọng cho các nhà phát triển và phát hành game trong việc cân bằng giữa bảo vệ bản quyền và trải nghiệm người chơi. Nó nhấn mạnh rằng việc áp dụng các biện pháp bảo vệ quá khắt khe có thể dẫn đến phản tác dụng, gây mất lòng tin và sự ủng hộ từ chính những khách hàng trung thành của mình. Và đương nhiên, EA thì có bao giờ nghe ý kiến từ game thủ một cách triệt để đâu cơ chứ? Cũng vào trong giai đoạn đang phát triển của DRM, có một cách thức rất sáng tạo đến từ các nhà phát triển bắt buộc người chơi phải mua game bản quyền. Họ vẫn cho người chơi dùng bản lậu cài đặt game và chơi một cách thỏa thích. Đại loại là vậy, cho đến khi bản game lậu này bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ, y như mấy câu chuyện creepypasta nhàn nhản trên mạng vậy. Một ví dụ tiêu biểu về cái tên có khả năng tự phát hiện bản lậu và thêm vào các yếu tố phá game để ngăn chặn người chơi tiếp tục là Grand Theft Auto 4 hay GTA 4 của Rockstar Games phát hành năm 2008. Trong phiên bản lậu của GTA 4, game sẽ tự động phát hiện nếu nó không phải là phiên bản hợp pháp và kích hoạt một cơ chế gây rối. Camera trong trò chơi sẽ liên tục lắc lư, khiến cho người chơi cảm thấy chóng mặt và khó chịu như một trình giả lập làm người say rượu. Cơ chế này không chỉ làm giảm trải nghiệm chơi game mà còn khiến cho việc điều khiển nhân vật trở nên cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các nhiệm vụ yêu cầu sự chính xác hoặc là khi đang lái xe ở tốc độ cao. Hơn nữa, để tăng thêm yếu tố phá hoại, trò chơi còn khiến cho nhân vật chính Nicole Bellic trở nên không thể kiểm soát, thường xuyên mất lái và lao vào những tình huống nguy hiểm. Điều này làm cho người chơi cảm thấy bất lực và tạo ra một bầu không khí hoảng loạn, phần nào lại khá đúng với phong cách của GTA. Phản ứng từ cộng đồng game thủ khi ấy rất thú vị, khi nhiều người chơi bản lậu đăng tải những video và bức hình về lỗi này lên các diễn đàn và trang web, nghĩ rằng trò chơi bị lỗi hoặc gặp vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, các thành viên khác của cộng đồng nhanh chóng chỉ ra rằng đây không phải là một lỗi, mà là một biện pháp chống vi phạm bản quyền thông minh của Rockstar Games. Điều này khiến cho game thủ lỡ đăng tải những bài viết kể trên, chẳng khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Biện pháp bảo vệ bản quyền như của GTA 4 không chỉ hiệu quả trong việc ngăn chặn việc sao chép trái phép, mà còn thể hiện sự sáng tạo và tài năng của các nhà phát triển. Họ đã tìm ra cách để bảo vệ sản phẩm của mình mà không cần sử dụng các biện pháp DRM quá phức tạp hoặc gây phiền toái cho người chơi hợp pháp. Thay vào đó, họ đã chọn một cách tiếp cận rất khéo léo, biến GTA 4 trở thành một ví dụ điển hình về cách mà nhà phát triển game có thể đối phó với nạn sao chép trái phép. Dù vậy, những biện pháp kiểu này cũng không thể hiệu quả mãi mãi khi mà sau một thời gian sẽ có những bản crack được đưa ra để giải quyết vấn đề của game thủ chơi lậu. Đến thập niên 2010, DRM tiếp tục phát triển với sự ra đời của những phương pháp bảo vệ mới mà điển hình là Denuvo. Denuvo được biết đến với khả năng ngăn chặn việc crack game trong một khoảng thời gian nhất định, đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà phát triển và xuất bản game. Mặc dù Denuvo thật sự có hiệu quả trong việc bảo vệ game khỏi bị crack trong những tuần đầu tiên hoặc thậm chí là nhiều năm sau khi phát hành, khiến cho cánh cướp biển lần lượt về bờ và chấm dứt sự nghiệp của mình. Ví dụ lớn nhất là nhóm 3DM, nhưng nó cũng gặp phải nhiều sự chỉ trích khi làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất game và trải nghiệm của người chơi. Đã có hàng loạt video so sánh hiệu năng giữa những tựa game có chứa Denuvo và bản bị bẻ khóa của chúng, cho thấy rằng việc không có Denuvo giúp game trở nên mượt mà hơn rất nhiều. Thấy được điều này, một vài nhà phát triển chỉ sử dụng Denuvo như một biện pháp tạm thời để giữ doanh thu bán ra của tựa game ổn định trong thời gian đầu và bắt đầu gỡ bỏ chúng sau đó. Tựa game Doom của ID Software phát hành năm 2016 là một trường hợp cụ thể cho hành động này. Khi Doom ra mắt, Denuvo được tích hợp để bảo vệ doanh thu trong thời gian đầu, giúp ngăn chặn việc sao chép trái phép và đảm bảo doanh số bán hàng. Tuy nhiên, sau khoảng một năm, khi phần lớn số vốn đã được thu về và sự quan tâm bắt đầu giảm xuống, đội ngũ làm game đã quyết định gỡ bỏ Denuvo thông qua một bản cập nhật. Động thái này nhằm mục tiêu cải thiện hiệu suất của trò chơi và đáp ứng phản hồi từ cộng đồng game thủ. Việc gỡ bỏ Denuvo sau thời gian bảo vệ ban đầu cho thấy chiến lược cân bằng giữa bảo vệ bản quyền và trải nghiệm người chơi. Điều này không chỉ giúp bảo vệ doanh thu trong giai đoạn phát hành quan trọng mà còn tránh được những phản ứng tiêu cực lâu dài từ phía người chơi về vấn đề hiệu suất và quyền sở hữu game. Bằng cách này, các nhà phát triển có thể đảm bảo rằng trò chơi của họ được bảo vệ trong thời gian cần thiết mà ít làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trong tương lai. Tuy nhiên, một số cái tên lại có cách làm ngược lại
Ví dụ như Capcom, khi mà đầu năm nay, họ bỗng bổ sung hệ thống DRM Enigma và một số trò chơi ra mắt đã lâu của mình. Nước đi này dường như là nhằm chống lại việc game thủ sử dụng mod trong các tựa game nói trên, với rất nhiều trong số đó là những nội dung mang tính chất người lớn. Mặc dù mục tiêu của Capcom là phù hợp để bảo vệ danh tiếng cho những thương hiệu nổi tiếng mà hãng sở hữu, thì việc âm thầm bổ sung hệ thống DRM vào game cũng khiến nhiều người nóng mắt, bởi nó gây ra một số vấn đề, ví dụ như khiến game chạy không ổn định trên Steam Deck trong một khoảng thời gian. Ngoài các biện pháp DRM đã được nhắc tới, một xu hướng nổi lên trong những năm gần đây là việc yêu cầu người chơi liên tục kết nối online để trải nghiệm game, ngay cả ở chế độ chơi đơn đi chăng nữa. Chúng ta có Suicide Squad, Kill the Justice League, Hitman, World of Assassination hay là Redfall là một số cái tên áp dụng cách làm này. Có thể nói, mặc dù có thể bảo vệ trò chơi khỏi tình trạng vi phạm bản quyền, tuy nhiên đây lại là một trong những cách làm khiến game thủ bực bội nhất. Đơn giản thì bởi không phải khi nào đường truyền Internet của chúng ta cũng ổn định và cũng chẳng ai muốn phải chịu đựng những màn kiểm tra đường truyền online liên tục khi mà chơi game một mình. Chính vì sự phản đối của game thủ mà nhiều tựa game nói trên đã phải tung ra chế độ chơi offline để làm dịu tình hình. Như đã nói nhiều lần, một lượng lớn người chơi cho rằng DRM gây phiền hà và ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của họ. Các vấn đề như yêu cầu kết nối Internet liên tục, giới hạn số lần cài đặt game và ảnh hưởng đến hiệu suất chơi game đã khiến cho nhiều người phản đối mạnh mẽ các biện pháp DRM. Điều này dẫn đến việc một số nhà phát triển và phát hành game bắt đầu cân nhắc lại chiến lược DRM của mình. Ví dụ, CD Projekt Red, nhà phát triển của The Witcher 3, đã quyết định không sử dụng DRM cho tựa game của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng game thủ. Hay như việc Acid Wizard Studio có một động thái cực kỳ bất ngờ và đáng chú ý trong cộng đồng game khi đăng tải bản non-DRM của Darkwood, tựa game kinh dị với góc nhìn từ trên xuống được phát triển bởi chính họ lên The Pirate Bay, một trang web chuyên chia sẻ nội dung lậu để người chơi có thể tải về miễn phí. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của họ là giúp những người chơi không đủ khả năng tài chính vẫn có thể trải nghiệm Darkwood mà không phải sử dụng các phiên bản lậu từ những nguồn không đáng tin cậy mà do đó có thể chứa mã độc. Acid Wizard Studio đã đăng tải trò chơi của mình kèm theo một thông điệp chân thành giải thích rằng họ không muốn ai đó phải chịu rủi ro từ các bản sao bất hợp pháp, không an toàn. Họ khuyến khích người chơi nếu thích trò chơi và có điều kiện hãy mua nó chính thức trên các nền tảng như Steam, GOG hoặc Humble Store để ủng hộ studio. Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng từ cộng đồng game thủ là rất tốt. Nhiều người chơi sau khi trải nghiệm trọn vẹn phiên bản miễn phí đã quyết định mua trò chơi chính thức để ủng hộ nhà phát triển và đến giờ, Acid Wizard Studio đã thu về gần 5 triệu đô la, con số lớn đối với một nhà phát triển game độc lập. Hành động của Acid Wizard Studio không chỉ tạo ra một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ mà còn nâng cao nhận thức về vấn đề bản quyền cũng như thách thức mà các nhà phát triển độc lập phải đối mặt. Đó cũng là minh chứng rằng lòng tin và sự tôn trọng giữa cộng đồng và những người làm game sẽ mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng DRM vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bản quyền và ngăn chặn sao chép trái phép trong ngành công nghiệp game. Khi mà chi phí làm game đang ngày càng đội lên ngày một cao, các sản phẩm quy mô AAA có thể tiêu tốn hàng trăm triệu USD để phát triển, thì việc những nhà phát hành muốn bảo vệ túi tiền của mình cũng là điều vô cùng dễ hiểu. Việc phát triển các biện pháp DRM hiệu quả và không gây phiền hà cho người chơi, vì thế sẽ luôn là thách thức lớn đối với các nhà phát triển và phát hành game. Trong tương lai, khả năng cao chúng ta sẽ thấy sự ra đời của những công nghệ DRM mới kết hợp với trí tuệ nhân tạo và các phương pháp bảo mật tiên tiến có thể giải quyết được thách thức này một cách triệt để. Còn với game thủ, việc bỏ ra một số tiền để thật sự trải nghiệm những siêu phẩm lại được ủng hộ cho những nhà làm game cũng luôn là điều mà ta nên làm chứ nhỉ?